Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách nấu canh rau cải cúc nhé. Ngọt mát dễ ăn khi thời tiết nó mùa đông, nhưng mà chúng ta muốn ăn những món ăn này nó ngon thì các bạn cần chuẩn bị cho mình hai quả cà chua và một củ hành thơm nhé, và 20 rau cải cúc. Mình ăn nhiều thì các bạn sẽ dùng nhiều rau nhé, ăn ít thì chúng ta dùng nhiều ít rau hơn một mớ. Nếu mình gia đình các bạn ăn ít rau và một ít dầu ăn, một ít gia vị nữa nhé. Nếu mà đấy, các bạn mà muốn nấu canh với thịt bò hoặc thịt lợn đều được hết ạ, thịt gà, nhưng mình chỉ ăn với đơn giản như thế này thôi. Trước tiên thì mình sẽ nhặt cái phần rau nhé. Rau thì mình mua rau tươi ngon ấy, thì mình nấu ấy, thì nó món ăn nó sẽ ngon hơn. Chọn rau cải này thì nó không lo gì thuốc thang các bạn ạ, chỉ cần gieo thôi, cứ gieo hạt ra xuống đất đấy thì chỉ cần tưới nước hơi ẩm ẩm một chút là nó lên rồi, nó không bị sâu bệnh như các loại rau khác nha. Nếu các bạn mà chọn rau cải già ấy thì nó lên hoa rồi thì nó sẽ không ngon nhé. Như đây là rau cải vừa tầm tới ạ, cải cúc này nhé, nếu mà các bạn ăn nẩu ấy thì cũng ngon ạ, vì rau cải cúc nó khi mình nhúng vào nẩu nó mềm ngon. Mình chỉ cần nồi nước nẩu nóng thôi, các bạn nhúng vào cái là mình vớt ra mình ăn đấy, nó giòn ngọt của rau, bao nhiêu ăn cũng hết ạ. Đấy, cứ chọn những rau cải là chỉ cải cúc nó chỉ đến tầm như thế này thôi, chưa ra hoa hết gì cả, thì nó ăn nó sẽ ngọt ngon hơn. Nếu mà những cái cải cúc mà có hoa rồi ấy, là cải cúc già nhé, thì các bạn không nên mua cải cúc ý, thì ăn nó sẽ cứng và không được ngọt nhé. Mình chỉ cần bấm cái phần gốc của cải cúc này đi thôi là được, và những cái lá cuối cùng ấy ạ. Đây là cách để mình hướng dẫn các bạn cách chọn rau cải cúc để cho ăn dễ ăn mà lại ngon ngọt. Những cái mớ mà họ bó to dài, nó cứ dài mà lại có hoa ở trên ấy, thì tức là cải cúc ấy nó để già rồi đấy. Đấy, cúc chỉ cần một đấy, cái cây nó chỉ như thế này thôi các bạn nhé. Đấy, hai cái lá gốc này để thì mình không muốn ăn thì mình bấm đi, bấm tay cũng được, hoặc các bạn dùng dao nhé, bấm bỏ hai cái lá gốc đi. Mình nói thì hơi dài một chút, nếu mà các bạn biết rồi thì thông cảm nhé, về điều bạn trẻ mới học nấu ăn thì cũng không biết chọn rau và nhặt rau như thế nào để cho nó ấy, thì mình tiện đây mình chia sẻ luôn. Rau cải thì các bạn sẽ đem đi rửa sạch cho mình cái phần rau cải cúc này nhé, và hành các bạn sẽ băm ra cho mình hành thơm. Mình sau mình phi cái phần hành thơm này cho nó thơm lên nhé, thì làm bát canh ấy nó sẽ ngon hơn rất nhiều ạ. Chỉ cần có một củ hành thôi. Với phần cà chua này thì các bạn sẽ bột cau cho mình nhé, cái món canh này có quả cà chua vào nó sẽ có độ ngọt mát của cà chua. Phần cuống thì chúng ta sẽ phải loại bỏ đi rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành nấu cái phần canh này nhé. Các bạn cho mình một cái xoong lên bếp nhé, để mình cho dầu ăn vào. Các bạn cho mình ít dầu ăn vào nhé. Và mình sẽ cho phần hành để mình chi thơm. Khi cho thơm với hành này thì mình sẽ cho cà chua vào cho nó mềm và nước nhé. Và bây giờ mình sẽ cho phần bột canh nhé, mình hai thìa bột canh.
Bạn nào thích ăn hạt lêm hoặc bạn bột ngọt nhé thì tùy theo chúng ta có thể cho mình xào cho cái phần thịt chưa mềm đó. Sau đó thì mình sẽ cho nước vào để nấu canh, mình nấu một bát canh nhé. Rồi bây giờ mình sẽ chắc cái phần nước vào để mình nấu canh. Mình sẽ đun cho cái phần nước cà chua này nó chín các bạn nhé, và hết cái mùi hăng này thì mình cho cái phần rau cải cúc vào. Rau cải cúc vào chỉ cần sôi trở lại là chúng ta có nghe được canh nhé. Nước vừa lắm ạ, sau mình cho thêm một chút mắm vào nữa thôi. Khi nước đã vừa rồi thì các bạn cho rau vào cho mình nhé. Chỉ cần nồi nước sôi trở lại thì chúng ta sẽ tắt bếp và mình cho ra bát là có thể thưởng thức ạ, với canh rau cải cúc nhé. Và mình cho một chút mắm để giữ được độ xanh của rau và thơm nhé. Chút mắm thôi. Khi mình đã cho rau vào rồi thì không nên đậy vung nhé. Ăn cải cúc này nó vừa mềm vừa ngọt lại giòn. Nồi canh với mình ăn như thế này là rất vừa ạ. Chỉ cần xô trở lại như này là được rồi. Các bạn chuẩn bị cái tô nhé để mình cho cái phần canh này ra. Đấy, tắt bếp đi ạ. Đây, mình chuẩn bị một cái tô để mình múc cái phần canh rau cải cúc ra. Khi nấu cải cúc này nó óp nên là không được nhiều cho lắm ạ. Cà chua nó có độ thanh mát của rau. Với những món ăn này rất là đơn giản, dân dã đơn giản mà các bạn có thể nấu để cho gia đình nhà mình ăn mà không mất nhiều thời gian nhé. Khi món canh như thế này vào mùa đông, chúng ta vừa có rau ăn vừa có nước để canh. Bật canh cho cái cúc của mình đấy. Cái phần cà chua này mình vỏ thì mình có thể bỏ đi nhé. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách nấu món canh rau cải cúc nhé, ngọt mát dễ ăn cho mùa đông. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nhé. Ẩm thực miền quê ạ. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình món canh này nhé, với rau giòn ngọt và dễ ăn ạ.